Vì lòng tham, lòng si mê của anh dành cho cô ấy nó lớn quá, nó che mờ mất cái minh mà anh biết, nên anh cứ đau khổ. Vậy thì không sao cả, cuộc đời này cứ đau khổ đi, vì chúng ta xuống đây để khổ. Rồi cuối cùng chúng ta mới nhận ra một bài học, ồ, đừng có cố lấy những gì không thuộc về mình. Nguyễn Phương Nam có đặt câu hỏi: Thầy ơi, em vừa chia tay một mối tình sâu đậm và em còn luyến tiếc và chưa vượt qua được. Nỗi đau thầy chia sẻ giúp em tìm hướng đi được không ạ? Vâng ạ. Thưa anh Nguyễn Phương Nam, trong một con người thì nó chia làm 3 cái tầng của sự nhận thức. Tầng thứ nhất gọi là tầng vô minh. Tầng vô minh là tầng không hiểu quy luật. Tầng thứ hai là tầng minh, là tầng hiểu được quy luật tự nhiên. Và tầng thứ ba là tầng giải thoát, tức là chấp nhận được quy luật tự nhiên, hay còn gọi là đón nhận thì đúng hơn. Vậy thưa anh Phương Nam, nếu anh yêu một mối tình sâu đậm, tức là anh yêu cô ấy sâu đậm, còn chưa chắc cô ấy đã yêu anh sâu đậm. Như vậy, tạm thời được gọi là mối tình sâu đậm của anh, chứ không gọi là mối tình sâu đậm của cô ấy. Vậy thì nếu mà chúng ta vô minh, chúng ta không hiểu được rằng là nếu chỉ mình yêu sâu đậm và mình không có những thứ để cho cô ấy yêu sâu đậm, ắt không đủ duyên để tình yêu này nó đi đường dài với nhau, thì cái gì hết duyên đành phải chấp nhận chia tay. Vậy nếu anh vô minh mà anh không hiểu được quy luật này thì anh thuộc nhóm thấp nhất của nhận thức. Nhưng nếu anh minh, tức là anh vẫn biết là chỉ mình em yêu cô ấy thôi, còn cô ấy không yêu em nên phải chia tay, thì anh đã minh rồi nhé. Nhưng không hiểu sao cảm xúc của em rất buồn và em gần như không chấp nhận được cái việc chia tay này. Như vậy là anh hiểu được quy luật nhưng anh không đón nhận được quy luật, tức là anh bị gì? Dính mắc và anh không giải thoát. Anh không giải thoát. Vậy thì chính vì mỗi một con người chia làm 3 tầng nhận thức. Tầng vô minh không biết gì thì người khác có thể dạy anh lên được tầng minh, tức là tầng giác ngộ, biết được các quy luật của cuộc sống. Như vậy nên đến tầng giác ngộ là tầng minh, học thì biết, học cũng có thể thấy. Nhưng nên đến tầng giải thoát là bắt buộc phải chính qua cái việc anh rèn luyện, anh khổ đau, anh tu tập thì anh mới đón nhận được quy luật tự nhiên. Cho nên cái việc này anh không đón nhận được chính là việc gì ạ? Anh chưa hề giải thoát. Và chính vì vậy anh cần phải nhận bài học này để anh mới nhận ra một điều: cái gì mà không phải của ta thì ta đừng có cố. Cái gì mà là của ta thì ta không cố, nó cũng là của ta. Thì bỗng nhiên anh được sống thuận theo tự nhiên và ung dung giữa dòng đời. Vậy thưa anh Phương Nam, tôi đoán bệnh của anh như sau. Nó có 3 phương án. Một là anh chẳng hiểu quái gì quy luật cả, anh chỉ biết yêu cô ấy một cách vô minh và thích sở hữu cô ấy thôi. Nhưng cô ấy đâu có yêu anh mà anh cứ đòi hai đứa phải lấy nhau, nên giờ này chia tay anh đau khổ. Hai, anh cũng hiểu được quy luật là anh yêu cô ấy nhưng cô ấy không yêu anh, nên mối tình này phải dừng lại và chia tay. Nhưng sao trong lòng nó khó chấp nhận đến vậy, nên nó đau khổ, ái biệt ly khổ. Vậy thì rõ ràng anh có hiểu về quy luật nhưng anh không đón nhận quy luật và anh chống lại quy luật, nên anh tự chuốc lấy khổ vào bản thân anh mà anh không có biết. Và như vậy vẫn gọi là vô minh trên sự minh, nó mới đau chứ. Vô minh trên sự minh nó còn đau khổ hơn là vô minh trên vô minh. Tôi lấy ví dụ, quan chức biết tham ô là vi phạm pháp luật,
Họ biết. Có nghĩa là họ hiểu quy luật không? Họ hiểu chứ. Thế là họ có minh không? Có chứ. Nhưng lòng tham che lấp nên họ không làm theo đúng quy luật. Là cái gì là của mình thì mới được lấy, cái gì không phải là của mình thì đừng có lấy. Thế nhưng mà vì lòng tham nó trỗi dậy nên không đón nhận được quy luật tự nhiên, mà gì ạ, bẻ méo quy luật tự nhiên, đó là không phải của mình mà là của dân, vẫn cố tình tham ô nên đành phải trả giá. Vì vậy lòng tham nó che lấp mất cái gì ạ? Nó che mờ mất cái trí tuệ của con người. Vậy thì cũng tương tự như vậy. Nếu mà anh rơi vào cái việc mà biết là cô ấy không có yêu anh, nên việc nó kết thúc ở đấy là một cái việc mà mừng cho cả hai bên. Nhưng vì lòng tham, lòng si mê của anh dành cho cô ấy nó lớn quá, nó che mờ mất cái minh mà anh biết, nên anh cứ đau khổ. Vậy thì không sao cả. Cuộc đời này cứ đau khổ đi. Vì chúng ta xuống đây để khổ, rồi cuối cùng chúng ta mới nhận ra một bài học. Ồ, đừng có cố lấy những gì không thuộc về mình, vì như vậy nó còn khổ hơn cơ mà. Mong là anh Phương Nam được giải thoát trong một mối tình si mê mà anh cho rằng là sâu đậm theo góc nhìn của anh. Rồi cảm ơn anh Phương Nam. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam, nơi kiến tạo thế hệ doanh nhân thành công và hạnh phúc.